Ngày 1 tháng 10, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phát hiện bắt giữ phương tiện tàu cá mang số hiệu TG94458TS vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Cụ thể, lúc 6 giờ 45 phút ngày 1 tháng 10, tàu tuần tra PP189801 của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đang tuần tra trên khu vực biển cách cảng cá Trần Đề, Sóc Trăng 20 hải lý, thì phát hiện phương tiện tàu cá mang số hiệu TG94458TS có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã ra lệnh dừng tàu để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên phương tiện có 4 thuyền viên do Trần Hữu Đức sinh năm 1973, trú tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương làm thuyền trưởng. Trên tàu có 4 hầm chứa chất tinh thể lỏng nghi là dầu DO và 2 bộ dụng cụ sang chiết dầu. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân và tên trong sổ danh bạ thuyền viên. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, đưa người và phương tiện về đơn vị để điều tra. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng Trần Hữu Đức, số chất lỏng trong các hầm trên tàu là dầu DO, khoảng 40.000 lít được lấy từ một tàu gỗ không rõ số liệu đang hoạt động trên biển. Hiện Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đang tiến hành xác minh, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.